Hôm nay em ăn mặc đẹp lắm. Em cảm ơn anh. Hôm nay anh định chở em đi đâu vậy? Dĩ nhiên là phải chạy một vòng Sài Gòn thôi. Chạy một vòng thôi hả anh? Một vòng thôi. Mình cũng phải dành thời gian đi ăn rồi còn xem cine nữa. Ủa, có xem cine nữa hả? Ừ. Thích quá à. Không phải anh đã hứa sẽ cho em một tuần căng bận thật bận rộn rồi hay sao? Lên xe đi, anh chở đi. Dạ. Hân à. Dạ. Cô có nhắc người ta giao dược liệu đúng hẹn nha. Tôi thấy trong kho có nhiều thứ sắp hết rồi. Dạ. Anh Khải. Cô tới đây để làm gì? Vậy mà vui chơi với mấy người bạn của cô đi. Hôm đó không phải cô lớn tiếng đuổi tôi đi sao? Em biết là em sai. Em xin lỗi anh. Anh đừng có giận em nữa. Anh tha thứ cho em một lần này nữa nha. Anh nè, anh chở em về nhà đi. Ở nhà em có nấu mấy món mà anh thích á. Xong rồi hai đứa mình ăn cơm với nhau nha. Mình đã hứa về ăn cơm với Trinh Trinh rồi. Làm sao bây giờ? Anh nhìn em nè, em không còn chân diện nữa. Em nghe lời anh, em đã thay đổi cách ăn mặc rồi. Rồi tóc tai em cũng thay đổi nữa. Anh thấy không? Anh đừng giận em nữa. Anh chở em về nhà đi. Em đứng chờ anh từ nãy giờ lâu lắm rồi. Không lẽ anh không còn thương em nữa hả? Đúng là anh Khải anh đã thay lòng đổi dạ rồi. Ngày trước cho dù anh có giận mình bao nhiêu, mình chỉ cần xuống thuốc là anh hết giận đi. Còn bây giờ chị Hằng nói không sai mà. Mình đúng là ngu ngốc. Mình đã tạo điều kiện để cho Trinh Trinh cướp mất chồng. Thôi thì nếu như anh bận thì không cần về nhà ăn cơm với em. Nhưng mà anh cho em quá gian về nhà nha. Tại em còn nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Nếu như anh muốn bỏ em thì cũng phải nói một lần chứ, phải không anh? Lúc nào em cũng dịu dàng như vậy thì làm gì có chuyện. Lên xe đi. Anh vô nhà không? Anh cũng muốn ăn cơm với em, nhưng thôi để dịp khác. Hôm nay anh bận rồi. Nếu anh bận thì thôi vậy. Em cũng không biết phải làm sao hết. Vậy anh về nghe. Thôi anh về nha. Anh ơi, cặp của anh nè. Cảm ơn em. Anh về đây. Sao vậy? Thảo. Thảo ơi, Thảo. Đêm thức năm canh dài, buồn thương khóc cho phận mình. Một đời người sáng sống, mấy ai không mong đâu bên trong. Nào có ngờ
ai đậm sâu. Riêng tôi một nỗi đau đắng cay có ai nào hay. Ôm mối duyên tôi sâu từ khi bước chân qua cầu. Đời người được bao lâu mấy ai thoát cơn bể dâu. Phận gái tuổi còn xuân mà ngày vui. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em rất là hạnh phúc khi được bên cạnh anh. Phận em biết trôi về đâu. Ai buông đàn mấy câu xót xa tiếc cho tình ta. Thảo à, Thảo, dậy đi em. Có chuyện gì vậy anh? Sao anh thấy em nhức đầu quá? Còn chuyện gì nữa? Em đó, chuyên môn cãi lời anh. Xem chút nữa xảy ra chuyện rồi đó, biết không? Xảy ra chuyện gì vậy? Em nhớ hồi nãy anh chở em về nhà, rồi chuyện gì xảy ra nữa em không nhớ gì hết. Em bị ngất xỉu thì làm sao mà em nhớ được. Mà thôi, tội của em á, từ từ để anh tính. Nè, uống hết ly sữa đi cho khỏe. Hai ngày nay em không ăn uống gì hết phải không? Hả? Sao anh biết hay vậy? Là thầy thuốc mà không khám ra bệnh cho bệnh nhân thì anh gỡ bản hiệu xuống cho rồi. Thôi em uống đi, không để xỉu nữa đó. Thảo à, bếp đút lạnh tanh như cả tháng trời chưa có đụng tới gì đó. Vậy mà em dám nói là em nấu cơm chờ anh về nhà ăn. Tại em sợ nếu như em không nói như vậy thì anh sẽ không về nhà với em. Nhưng mà em cũng tự biết anh rất ghét bị người ta nói dối. Vậy mà em vẫn nói dối anh. Anh à, tại vì em nhớ anh, vì em yêu anh, và vì em sợ mất anh. Tại vì em nhớ anh, vì em yêu anh, và vì em sợ mất anh. Thương em rồi phải không? Có phải anh cũng giống như người ta, mới chuộng cũ dông, cả thèm chóng chán? Tuyệt đối không được nghĩ về anh như vậy. Anh không giống như người ta. Nếu không phải là mới chuộng cũ dông, không phải là cả thèm chóng chán, vậy thì sao từ bữa đó tới nay anh không thèm tới gặp em? Vì anh giận em, anh muốn trừng phạt em cái tội. Em muốn làm gì thì làm, không thèm hỏi qua ý kiến của anh. Chồng tôi ngó vậy á, chứ mà khó tánh dữ lắm nghe. Anh đang nghiêm túc, không có giỡn đâu đó nghe. Em biết rồi mà, em cũng biết sợ anh nữa. Từ nay em không dám cãi anh nữa đâu. Anh bỏ qua lần này cho em nha, để còn coi em có ngoan nữa hay không. Dĩ nhiên là em ngoan rồi. Anh à, anh không nhớ là em đã cho anh tất cả những gì hay sao? Anh không nhớ là cái đêm ở Vũng Tàu mình đã có những giây phút mặn nồng như thế nào hay sao? Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm.
em sẽ thay đổi mà. Em đi đâu vậy? Vừa mới xỉu xong mà em đi đâu vậy? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe? Em đi xuống làm sao? Anh đợi em chút xíu nghe. Đến giùm em đi. Dạ thôi, em tự đi được. Em không sao đâu. Nhỏ Thúy, coi vậy mà công dụng ghê. Không uổng công mình nhịn đói từ hôm qua tới giờ. Như vậy là đủ sức đánh bại Trinh Trinh rồi. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Anh à, chúng mình lại hạnh phúc bên nhau như xưa phải không anh? Dĩ nhiên rồi. Em hứa với anh, từ nay em chỉ yêu một mình anh thôi. Mà anh cũng hứa là sẽ không yêu ai khác ngoài em. Đi anh. Tự nhiên sao bữa nay lại kêu anh hứa? Tại vì em sợ. Em suy nghĩ rồi tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Em tưởng tượng ra chuyện gì? Em tưởng tượng anh đã yêu Trinh Trinh. Và anh đã làm chồng Trinh Trinh rồi. Em tưởng tượng ra vậy à? Ừ. Em tưởng tượng vậy á. Mà anh nè, anh kể cho em nghe đi. Những ngày mà anh giận em, anh có thương Trinh Trinh không? Anh có chở cô ấy đi chơi không? Có cùng cổ ăn cơm, rồi có cùng cổ đi xem phim không? Chuyện này anh... Có không? Thôi, anh buồn ngủ rồi. Em đừng có nói mấy cái chuyện này nữa. Mình ngủ nha. Với lại, anh nằm với em một chút, rồi anh phải về nhà. Thôi, thôi, đêm nay anh đừng về. Anh ở đây với em đi. Không được. Má và em trai đã về quê rồi. Anh không thể để cho Trinh Trinh ngủ ở nhà một mình được. Anh không nỡ để Trinh Trinh ở nhà một mình. Còn em thì ở nhà một mình được chứ gì. Anh đi về đi. Anh đi về với Trinh Trinh của anh đi. Anh cứ để em ở đây một mình cũng được. Anh đi về đi. Thảo, đừng như vậy mà. Thảo, đừng có đuổi anh về có được không? Nè, anh mà giận lên là mất anh nữa đó nghe. Ai biểu anh quan tâm tới Trinh Trinh làm gì? Thôi, được rồi. Nếu em không thích thì anh sẽ không quan tâm Trinh Trinh nữa, được chưa? Anh nói thiệt không? Thiệt. Anh hứa rồi đó. Anh không được quan tâm tới Trinh Trinh nữa đâu. Thank you.
tại sao lại đi thân mật với Trinh Trinh chứ? Ngay từ đầu đã xác định là không có tình cảm với Trinh Trinh rồi, tại sao lại còn... Lỡ Gia Thảo biết được chuyện này thì sao đây? Cô ấy sẽ khổ sở và thất vọng lắm đây. Thế Khải ơi là Thế Khải, mày đúng là khốn nạn mà. Đã có vợ rồi mà còn có tình cảm với người con gái khác nữa, vậy thì có khác gì là ngoại tình đâu. Phải giải quyết chuyện này làm sao đây? Ủa, anh về rồi sao không gọi em ra mở cửa? Khỏi, anh có chìa khóa rồi, em không cần phải ra mở cửa đâu. Hay là em ra ngoài sau hâm cơm rồi vợ chồng mình cùng ăn? Được rồi, em có đói thì em ăn trước đi, anh không đói đâu. Lúc sáng trước khi đi làm anh còn vui lắm, còn hẹn về sớm ăn cơm nữa. Sao bây giờ lại khó chịu như vậy? Chắc là anh có chuyện gì bực mình ở tiệm thuốc rồi. Cái gì mà ra nước ngoài? Phải, má cũng có nói là ra nước ngoài tốn kém dữ lắm, nhưng Tuyết Ngân cứ thuyết phục. Nó còn nói ở bên nước ngoài bây giờ tân tiến dữ lắm, nên cơ hội trị nám mặt cao hơn là ở trong nước mình. Điều đó là hiển nhiên rồi má, không cần phải nói thì ai cũng biết, nhưng quan trọng là kinh phí. Chị Tuyết Ngân á, nói là sẽ lo chi phí ăn ở cho mình, mình chỉ cần lo tiền viện phí thôi, cho nên cũng không có tốn kém lắm đâu anh hai. Em cũng ủng hộ ý kiến của chị Tuyết Ngân đó, chúng ta không nên bỏ qua cơ hội để chữa lành cho Thiên Phúc. Mà cũng suy nghĩ suốt mấy đêm liền, rồi má mới cho tụi con hay đó. Con à, tuy số tiền khá lớn nhưng cũng không quá với khả năng của mình đâu. Hay má tính vậy, mình bán căn nhà lúc trước mình ở, được không hả con? Thiên Phúc là con gái của con, có cơ hội chữa tốt cho con gái của con thì làm sao mà từ chối được. Nhưng mà má, nhà không phải muốn nói bán là bán liền được đâu. Chuyện này thì anh chị xuôi với má cũng đã tính rồi. Nếu mình không đủ tiền thì anh chị xuôi sẽ cho mượn trước, khi nào bán được nhà rồi mình trả lại sau. Dời, má cũng thấy tiệm thuốc của con cũng đang làm ăn phát triển, lo gì mà không trả được hả con? Nếu ba má vợ của con đã tính như vậy rồi thì làm sao con dám cãi lời. Nhưng mà ai sẽ ra nước ngoài để lo cho Thiên Phúc đây? Tất nhiên là má rồi. Tuyết Ngân cũng đã mời đích danh má rồi, sẵn qua đó cho biết nhà Tuyết Ngân luôn. Nhưng mà má đã lớn tuổi rồi, làm sao mà đủ sức để có thể lo cho Thiên Phúc? Với lại má cũng đâu có biết tiếng nước ngoài. Chuyện đó khỏi lo con à. Tuyết Ngân nói mọi chuyện giao dịch mấy đứa con của cổ sẽ lo cho má mà. Anh à, hay là để em đi cùng má nha. Trời ơi, sao mọi người giành hết phần ngon của em vậy? Để em, em sẽ hộ tống má và bé Phúc đi tới nơi về tới chốn. Anh hai với là chị Trinh cứ yên tâm. Lo cho má hay là để má lo cho mày? Bây giờ em lớn rồi, em có trách nhiệm rồi, chứ không phải như hồi đó đâu. Em sẽ lo cho má đàng hoàng. Mà thấy em còn nói như vậy cũng hợp tình hợp lý. À, Trinh à, bây giờ con ở nhà quán xuyến gia đình nghe. Má với Thiên Trang sẽ đi, coi như du lịch xa một chuyến vậy thôi mà. Má nói mà, con nôn quá. Dạ, má nói vậy thì con nghe theo lời má. Trang nè, lát nữa hai chị em mình đi chợ nha, nước ngoài lạnh lắm đó, phải mua thêm áo ấm cho má và em nữa. Dạ, tưởng gì chưa mua đồ là em đi liền. Ủa, dài của anh em lau xong rồi, để em mang cho anh. Không cần đâu, để anh mang được rồi. Hay
là em xuống dọn đồ cho anh ăn sáng nha. À, bữa nay anh không ăn sáng, không ăn trưa, không ăn chiều ở nhà. Em tự nấu tự ăn, đừng có chờ anh. Với lại anh có chìa khóa, em cũng đừng có chờ anh về. Dạ, cảm ơn. Từ ngày má với em Thiên Trang đưa Thiên Phúc ra nước ngoài chữa bệnh, em thấy anh không có gần gũi, vui vẻ với em như trước. Có phải anh giận em điều gì đó không? Mấy ngày hôm nay em đã tự kiểm điểm mình rất là nhiều lần, nhưng mà em vẫn tìm không ra lỗi. Anh Khải à, đã là vợ chồng, em xin anh đừng để trong lòng rồi tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Nếu như em làm sai điều gì, anh cứ nói ra đi, em sẽ sửa sai liền. Em đừng có suy nghĩ lung tung, anh không có giận gì em hết. Tại công việc ở tiệm thuốc nhiều nên anh mệt mỏi thôi. Trinh Trinh. Ờ, dạ Thảo. Bất ngờ lắm hả? Ờ, anh Khải vừa mới đi làm xong. Tôi thấy chứ. Tôi tới không phải để tìm anh Khải, mà để tìm cô. Tìm tôi? Có gì đâu mà phải ngạc nhiên như vậy. Mời tôi vô nhà, rồi tôi nói chuyện cho cô nghe. Chuyện tôi sắp nói rất quan trọng, có liên quan tới hạnh phúc của ba chúng ta. Ờ. Mà Thảo ngồi, tôi đi lấy nước. Căn nhà thật sang trọng. Sống trong cảnh sung sướng như vậy thì ai mà không thích. Làm sao mà trách anh Khải được. Thảo uống nước đi. Cảm ơn. Thảo đến gặp Trinh có chuyện gì hả? Cô nghĩ là chuyện gì? Ngoài anh Khải ra thì Thiết nghĩ chẳng có chuyện gì để nói. Vậy Thảo nói đi. Đêm qua anh Khải đã kể hết cho Thảo nghe mọi chuyện. Thảo nói kể hết mọi chuyện là sao? Tất cả. Là hiện tại Trinh đang rất vui vẻ và hạnh phúc, vì Trinh nghĩ rằng Trinh đã giành được anh Khải khỏi tay của Thảo. Nhưng sự thật thì
Em đừng có giận anh. Anh không muốn phản bội em đâu. Anh không phải là hàng sở khanh lừa dối em đâu. Nhưng Trinh Trinh cô ấy tội nghiệp lắm. Anh không thể để cô ấy suốt đời làm vợ hờ hữu danh vô thực được. Thì ra trong lòng anh Khải, mình chỉ là một cô gái đáng thương thôi. Anh tội nghiệp, thương hại, chứ không có tình yêu. Dạ Thảo, từ khi bước chân dạ Thảo, đời dạ Thảo, Thảo mấy ai thoát. Cũng phải thôi, anh với dạ Thảo quen nhau lâu như vậy, hai người vốn dĩ đã có tình cảm từ trước. Mình chỉ là người đến sau, là kẻ thứ ba chen vô giữa cuộc tình của hai người. Dạ Thảo, dạ Thảo ơi, hãy hiểu cho anh. Trinh Trinh à, em đừng có khóc nữa. Anh mang ơn em nhiều lắm. Em và gia đình của em đã cho anh tất cả. Em đã tìm lại đứa con của anh tưởng như đã mất. Anh không muốn làm em buồn đâu, làm em mới khóc đâu. Trinh Trinh à, nhưng anh không muốn xa dạ Thảo. Em phải hiểu cho anh. Cùng ai đèn leo lắc ngoài sông, từng cơn gió mưa trong lòng, đêm gối chân một mình, người người ơi nỡ sao vô tình. Em hiểu anh mà, anh đang rất đau khổ vì kẹt giữa tình và nghĩa. Anh không muốn phụ tình, cũng không muốn làm người bất nghĩa. Số phận đã đưa đẩy ba chúng ta vào một hoàn cảnh éo le, oan nghiệt như vậy. Anh phải làm sao đây hả Trinh Trinh? Em nói đi, anh phải giải quyết làm sao cho hợp tình hợp lý chuyện này đây. Em nói đi, anh phải làm sao để đối mặt như hai người con gái. Mối duyên tuổi sâu, từ khi bước chân qua cầu, đời người được. Nếu là trước đây thì em sẽ nói anh cứ đến với chị và Thảo đi. Phần em chỉ cần ở lại nhà anh là một người vợ hữu danh vô thật là được rồi. Nhưng bây giờ thì em không thể nói như vậy được nữa rồi. Ai buông đàn mấy câu xót xa tiếc cho tình ta. Anh có biết không, khi nghĩ đến cảnh anh ở bên cạnh dạ Thảo là tim em đau nhói. Em yêu anh mất rồi anh Khải ơi. Thì làm sao em có thể nhường anh cho một người con gái khác? Em không thể để mất anh, nên em không thể nào chấp nhận lời đề nghị vô lý của dạ Thảo được. Mong anh hiểu cho em.
Anh tính ngồi ở đây uống rượu để trốn em tới bao giờ? Nè, tại sao anh phải trốn em? Anh đừng tưởng là em ít học và em không hiểu chuyện. Nếu đã hiểu được anh thì tại sao em lại ép anh? Tại vì em yêu anh. Em không muốn mất anh dưới tay của Trinh Trinh. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh là anh chứ không phải đồ vật đâu mà mất. Em không tin anh sao? Đúng, em đã không còn tin anh nữa. Em... Anh đã hứa với em là suốt đời này anh chỉ yêu một mình em, rằng anh sẽ không bao giờ có tình cảm với Trinh Trinh, rằng một ánh mắt, một cái nắm tay anh cũng sẽ không bao giờ dành cho cô ấy. Nhưng cuối cùng thì sao? Chưa quá một năm mà anh đã lên giường với cô ta. Anh đã ân cần rồi còn chở cô ta đi xem phim trước mặt em nữa. Thử hỏi làm sao mà em tin anh được chứ? Anh nói đi. Thảo à, anh không bao giờ muốn gạt em. Chỉ tại... Tại vì ân tình của cô ta đối với anh quá nặng đúng không? Anh tội nghiệp chứ anh không yêu. Có phải anh tính nói với em như vậy đúng không? Nhưng sự thật là như vậy mà. Bây giờ thì anh chưa yêu, nhưng một năm, hai năm nữa thì sao? Khi anh và Trinh Trinh có với nhau một đứa con thì lúc đó anh có còn nhớ đến em nữa hay không? Hay là em đành phải chịu thiệt thôi? Em vừa mất chồng mà vừa phải mang tiếng là cướp chồng của người khác. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Anh hứa với em đó Thảo à. Em đã ngu một lần rồi, nên em không ngu lần thứ hai nữa đâu. Bây giờ nếu như anh muốn em tin anh làm theo lời em nói đi nha. Thảo à, là một điều quan đường như vậy nó vô lý, nó khó lắm, em hiểu không? Làm sao anh có thể đáp ứng được? Không có gì là quan đường hết. Hai người vợ ở chung một nhà không có gì là khó khăn hết. Mọi người sẽ nhìn anh bằng cặp mắt như thế nào khi biết chuyện đó? Má và Thiên Trang sẽ không bao giờ chấp nhận em vào nhà đâu. Em không cần quan tâm mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào. Em không cần quan tâm mọi người nghĩ cái gì. Em cũng không cần biết là má và Thiên Trang sẽ phản ứng ra sao. Em chỉ cần biết em và Trinh Trinh là vợ của anh. Anh không thể nào nhất bên trọng nhất bên khinh được. Thảo à, em phải nghe anh nói. Anh không phải bên khinh bên trọng gì hết. Bây giờ em thư thả cho anh một thời gian đi. Anh đang rối, anh nhức đầu lắm nhá. Anh không giải quyết đúng không? Anh không giải quyết, em sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Em định làm gì? Em sẽ giết Trinh Trinh, rồi em sẽ tự tử chết theo cô ấy. Nè Thảo à, em vừa nói cái gì vậy? Buông em ra. Thảo à, em có còn là Dạ Thảo ngày xưa của anh nữa hay không? Những chuyện như vậy mà em cũng dám nói à? Em không còn là Dạ Thảo của ngày xưa nữa. Em không dại khờ cam chịu nhìn người yêu của mình đi lấy vợ, rồi chỉ biết khóc thương cho thân phận của mình. Hạnh phúc của em phải tự nắm lấy. Em không được thì Trinh Trinh nhất định không bao giờ có. Dạ Thảo đang kích động, có thể sẽ không làm chủ được bản thân. Trước mắt nên chịu theo ý của cô ấy, rồi mọi chuyện tính sau. Em bình tĩnh đi, em đừng có nóng. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Nghe lời anh, anh sẽ giải quyết được mà. Anh hứa với em, anh sẽ thuyết phục Trinh Trinh để em về sống chung một nhà. Được, em cho anh 3 ngày. Anh phải thuyết phục được Trinh Trinh đưa em về nhà. Không thì em sẽ làm chuyện dại dột. Em lặp lại một lần nữa, nếu không giết được Trinh Trinh thì em sẽ tự giết em. Anh biết rồi. Chào em yêu. Mọi chuyện đã theo đúng kế hoạch của mình rồi. Sao mà con tâm trạng quá vậy? Hả? Tuy là cách của anh rất hay, đã có thể giúp được tôi ép anh Khải chiều theo ý của mình, nhưng không phải vì như vậy mà anh tự cho mình cái quyền được suồng sã và thân mật với tôi. Cái gì mà căng thẳng như vậy người đẹp? Từ anh em giờ đã chuyển sang anh và tôi. Kể sao khô khan quá vậy?
Lúc trước tôi kêu anh bằng anh, xưng em, là vì tôi tôn trọng anh. Tôi xem anh như một người anh ruột. Nhưng điều đó đã khiến cho anh hiểu lầm. Nên từ nay tôi buộc phải thay đổi cách xưng hô để cho anh nhớ. Giữa tôi và anh không có một chút quan hệ tình cảm nào hết. Có cần cạn tàu ráo máng dữ vậy không em? Dù sao thì chúng ta hôm đó đã... Tôi cấm anh, tôi cấm anh nhắc lại chuyện hôm đó. Tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi là vợ Thế Khải, và tôi yêu anh ấy, và không ai có thể thay thế anh ấy trong lòng của tôi đâu. Đừng có vội đắc thắng, duyên nợ của đôi ta chưa dứt sớm như vậy đâu em. Rồi đây em sẽ còn phải cần đến anh dài dài. Dạ cô ơi, cho con lấy tiền sửa phòng đi cô. Cảm ơn anh. Cảm ơn cô. Không chỉ đồ đạc trong phòng giống nhau, mà chồng cũng giống nhau nữa. Căn phòng này, chiếc giường này, anh Khải nữa. Từ nay mình phải chia đôi với người ta rồi. Những lời đề nghị của anh, em thấy sao? Lời đề nghị này em không phải là mới nghe lần đầu, cho nên là em cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Hôm trước Dạ Thảo có tới đây cũng đưa ra lời đề nghị này. Anh biết, một người chồng biểu vợ mình chấp nhận người vợ bé là điều không thể nào. Nó vừa tàn nhẫn vừa vô nhân đạo. Nhưng em cũng biết rồi đó, chuyện của anh, em và Dạ Thảo không giống như người ta. Anh không phải là người chồng lăng nhăng, trăng qua. Em hiểu mà. Lời đề nghị của Dạ Thảo thoạt nhìn qua có vẻ hơi quá đáng, nhưng xét kỹ, đó là cách tốt nhất để giải quyết hoàn cảnh của chúng ta. Một cảnh hai quê khiến cho anh phải khó lòng tập trung yêu thương, cùng nhau xây dựng gia đình. Em thì sao cũng được, em chỉ lo ba má em nếu mà biết chuyện này thì sẽ không chấp nhận. Còn má và Thiên Trang nữa, liệu có đồng ý cho Dạ Thảo về sống chung một mái nhà không? Anh cũng rất lo lắng chuyện này, nhưng giấy không có được lửa đâu. Sớm muộn gì ba má bên em cũng sẽ biết thôi. Biết qua lời kể của người khác, vậy thì chi bằng hai vợ chồng mình cùng về thú nhận cho ba má biết. Chuyện đã đến nước này rồi, anh nghĩ ba má em sẽ hiểu và chấp nhận thôi. Còn phần má của anh và Thiên Trang, anh nghĩ mình có thể thuyết phục được. Dù gì Dạ Thảo cũng là má của Thiên Phúc mà. Anh hứa với em, tình yêu của anh, trái tim của anh sẽ tặng đều cho hai người cô gái anh yêu, nhất định không thiên vị bất cứ ai. Không phải là ích kỷ, không muốn cho Dạ Thảo về chung sống. Nếu như mà em còn chần chừ, chẳng qua là em còn lo sợ thôi. Em lo sợ chuyện gì? Em sợ trái tim của em sẽ tan nát vì đau khổ. Em biết mình sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy anh yêu Dạ Thảo bỏ mặc em cô đơn buồn tủi. Em khờ quá, làm sao anh có thể bỏ mặc em trong nỗi cô đơn được? Vì em biết em là kẻ đáng sao. Vì em biết anh rất yêu Dạ Thảo nên... Em không phải lo, anh nói thật lòng mình, bằng tất cả danh dự của một người đàn ông, anh sẽ yêu em và Dạ Thảo như nhau. Anh sẽ không bao giờ để em đau khổ nữa đâu. Anh nói thiệt không? Rồi. Ôi, hồi nãy ăn món vịt tiềm nó ngon lắm. Mai mình ghé đó ăn nữa nghe. Ừ, nếu em thích, anh sẽ chở em đi ăn mỗi ngày. Dạ. Anh đóng cửa đã. Dạ. Ha ha.
Anh Khải và Dạ Thảo về rồi hả? May quá, em mới cho người dọn phòng xong. Dạ Thảo vô trong phòng coi xem có vừa ý không. Cảm ơn nghe. À thôi, mình vô đi ha. Sao em thấy cái phòng này cũng y chang như cái phòng của anh? Dạ, vì em không muốn có sự khác biệt trong quan hệ của anh với hai người vợ, cho nên là em đã cho thợ làm hai phòng giống hệt nhau. Mỗi khi anh ở trong phòng nào cũng sẽ có cảm giác quen thuộc, dễ chịu, giống như là phòng của mình. Cảm ơn em thật là chu đáo. Trinh đúng là chu đáo thiệt. Nhưng mà nếu như là Thảo thì Thảo cũng sẽ làm như vậy thôi. Thảo à, em đồng ý ở lại phòng này chứ? Em đồng ý chứ, nhưng với điều kiện là anh phải ở chung với em kìa. Nhưng mà Trinh Trinh đã nói, cả hai người vợ anh không có chút phân biệt đối xử, cũng không thiên vị ai hơn ai. Như vậy anh sẽ luân phiên ở mỗi đêm một phòng. Nhưng mà đêm nay anh phải ngủ với em, tại vì lạ chỗ em ngủ không có quen đâu. Tùy anh quyết định thôi, em không có ý kiến. Thôi được rồi, đêm nay anh sẽ ở lại với em, còn ngày mai anh sẽ ở với Trinh Trinh. Như vậy nha. Dạ. Em đi nấu cơm nha. Cảm ơn em. Trời ơi, đi chơi thôi mà cũng mệt nữa. Mệt hết sức vậy. Trời ơi Trinh, sao mà Trinh lau nhà hoài vậy? Lau từ sáng tới chiều lúc nào cũng lau hết. Lau riết nó mòn gạch mòn gỗ hết trơn nha. Nè, bữa nào cái Thảo dắt Trinh đi đánh bài. Đánh bài xong cái mình đi nhảy đầm, vui lắm. Ủa, anh hả? Tránh ra, tránh ra. Anh về rồi hả? Anh đi vô tắm đi. Em về phòng em soạn đồ cho anh nha. Trinh ơi, Trinh lau nhà xong Trinh dọn cơm nha. Anh Khải tắm xong cái cả nhà mình ăn cơm. Thấy hai chị em như vậy anh vui quá. Cảm ơn em nha. Thôi đi tắm đi anh. Đi. Sửa soạn làm gì chứ? Đêm thức năm canh dài, buồn thương khóc cho phận mình. Một đời người sáng sống, mấy ai không mong đâu bên trong. Nào có ngờ được đâu, người còn thương như ai đậm sâu. Riêng tôi một nỗi đau đắng cay có ai nào hay. Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh anh Khải ôm ấp thân mật con nhỏ khó chịu lắm. Từ khi bước chân qua cầu, đời người được bao lâu, mấy ai thoát cơn bể. Ủa anh Khải. Ủa sao em chưa ngủ? Trời nóng quá em ngủ không được. Không ấy, anh qua chơi với em chút xíu đi. Em quên rồi sao? Hôm nay là ngày của Trinh Trinh mà. Em nhớ chứ. Nhưng mà em khó chịu trong người, em ngủ không được. Anh qua chơi với em đi, trời còn sớm mà. Anh vô chơi với em 5 phút thôi cũng được nha. Ngày mai đi. Anh mà. Anh vô chơi với em 5 phút thôi. Anh vô đi, em có cái này hay lắm cho anh coi nè. Thôi,
Đi mà. Vô đây. Thao thức bao đêm dài, tâm tư này tỏ bài cùng ai. Đèn leo lắc ngoài sông, từng cơn gió mưa trong lòng. Trời cũng khuya rồi, sao anh Khải chưa về phòng? Không lẽ... đâu vậy? Hôm nay là ngày của Trinh Trinh mà. Anh đi đi, em không cản anh đâu. Vì ngày mai là tới ngày của em rồi. Em cũng lắm chiêu nhiều trò mà. Bao nhiêu đây chưa có đủ đâu. Ngày mai em sẽ cho anh nhiều điều thú vị hơn nữa. Anh đi nha. Ừ. Vậy ha. Trinh Trinh à, cô cứ chờ đó. Tôi sẽ trả Thái Khải về với cô, nhưng chỉ là cái xác không hồn. Rồi tôi sẽ hất cô ra khỏi căn nhà này, cũng như cách tôi hất cô ra khỏi trái tim của anh Khải vậy. Ở bên Dạ Thảo như vậy, nhưng mà Dạ Thảo cũng tuyệt lắm.
Phải chi Trinh Trinh cũng nồng nàn được như Dạ Thảo thì hay biết mấy. Đêm thức năm canh dài, buồn thương khóc cho phận mình. Một đời người Trinh à. Sáng sống Trinh à. Mấy ai Trinh. Không mong đâu bên trong. Anh về rồi hả? Trinh nè, em buồn ngủ sẽ không về giường nằm. Ngồi đây chi? Thôi, ngủ đi em. Một nỗi đau đắng cay có ai nào hay. Ôm mối duyên tuổi sầu từ khi bước chân qua cầu. Đời người được bao lâu mấy ai thoát cơn bể dâu. Phận gái tuổi còn xuân mà ngày vui có bao nhiêu. Em à, anh thấy em không được vui hay là em không khỏe chỗ nào? Dạ không có, chắc tại em buồn ngủ thôi. Thôi được rồi, vợ chồng mình ngủ đi, anh cũng buồn ngủ quá rồi. Dạ. Cùng ai đèn leo lắc ngoài sông, từng cơn gió mưa trong lòng. Đêm gối chân một mình, người người ơi nỡ sao vô tình. Anh Khải, trong trái tim của anh chỉ có Dạ Thảo thôi phải không anh? Tự nguyện nên em sẽ không tranh giành. Rồi sẽ có một ngày anh hiểu được tình yêu của em dành cho anh nhiều đến cỡ nào. Ôm mối duyên tuổi sầu từ khi bước chân qua cầu. Đời người được bao lâu mấy ai thoát cơn bể dâu. Phận gái anh Khải đâu rồi? Anh Khải tới tiệm thuốc rồi. Vậy hả? Ăn sáng gì vậy? Là bún riêu đó Thảo. Trời ơi, sao ngày nào cũng bún riêu hết vậy? Hèn gì nghe cái mùi hôi rình. Sao ngày nào mình cũng ăn cái món mà có cái mùi mắm hôi này hết vậy? Tại vì anh Khải thích ăn cho nên là Trinh nấu. Nếu mà Thảo không thích á thì để Trinh chiên trứng cho Thảo ăn bánh mì nha. Thích chứ. Món nào anh Khải thích là Thảo thích hết. Cho Thảo ăn tô nha. Cảm ơn Trinh nha. Nói nghe nè, đêm hôm qua là đêm của Trinh, vậy mà anh Khải lại qua phòng của Thảo. Trời ơi, làm cho Thảo mệt lắm luôn á. Mà Trinh cũng kỳ, Trinh làm vợ kiểu gì mà cái chuyện phòng the sao cứ để cho anh Khải phàn nàn với Thảo hoài vậy? Mấy người này kỳ ghê ta. Hẹn người ta tới đúng giờ mà tới đây không thấy ai hết. Bực mình gì đâu. Đừng có bực mình.
Không phải mọi người cho em leo cây đâu, mà là anh biểu mọi người tới trễ đó. Tôi đã nói là chấm dứt mối quan hệ với anh rồi mà, sao anh cứ đeo bám tôi hoài vậy? Vì anh yêu em nên anh không muốn cắt đứt quan hệ với em. Em quá tuyệt vời nên lúc nào cũng làm cho tâm trí anh dương dấn hết. Thôi đủ rồi, tôi là gái đã có chồng, nếu như anh cứ đeo bám tôi như vậy hoài, tôi sẽ thưa anh đó. Em đừng có nên nói vậy, mà cho dù em có thưa anh đi nữa cũng có ai xử cho em đâu. Em đã có hôn thú với Thái Khải bao giờ đâu mà nói là mình là gái có chồng. Bây giờ anh muốn cái gì? Em với Thái Khải không có hôn thú, nhưng với anh thì lại có. Cái gì đây? Một bằng chứng chứng minh mối quan hệ của chúng ta vượt mức bình thường, là hôn thú của hai đứa mình đó cưng. Khốn nạn, anh dám lén chụp hình tôi hả? Đồ vô liêm sỉ. Đau đó em. Em đừng có nên bất cẩn quá như vậy, lỡ mà có ai tò mò đi ghép lại từng mảnh thì em lại gặp nguy đó. Với lại anh vẫn còn phim, mà cho dù em có xé đi nữa, anh cũng có thể rửa tặng em hàng trăm tấm khác. Bây giờ anh muốn cái gì? Uống với anh một ly rượu đi. Em đừng có nên căng thẳng quá làm gì. Anh chỉ đùa với em một chút thôi. Anh không phải đem tấm ảnh này đến để uy hiếp em, và anh cũng không ép em phải có tình cảm gì với anh hết. Vì anh đã có một mục tiêu mới rồi. Anh cần em giúp cho anh một chuyện. Là chuyện gì? Giúp anh theo đuổi một người. Nếu là chuyện này thì không thành vấn đề. Anh nói đi, cô ta là ai? Trinh Trinh. Trinh Trinh. Ủa, anh về rồi hả? Ừ. Cô này là... À, anh quên, đây là Ngọc Hân, phụ anh trong tiệm thuốc. Hôm nay anh đưa cô ấy về đây để phụ giúp việc nhà cho mình. Giúp việc hả? Dạ, không cần đâu anh, việc nhà từ hồi nào tới giờ em tự làm được mà. Ờ, đúng rồi đó anh, hồi nào giờ việc nhà em với lại Trinh Trinh chia ra nhau làm, nên không có cần mướn người đâu. Anh biết, anh biết, cả hai người vợ của anh đều rất là giỏi giang, không cần phải thuê người giúp việc cũng có thể hoàn tất mọi việc trong nhà. Nhưng mà hai em biết sao không, cô ấy rất là tội nghiệp, không có nơi nương náu, nên anh mướn cô ấy về đây để đỡ đần cho hai chị em đỡ cực, vừa giúp cho cô ấy có nơi tạm trú, vừa có thêm thu nhập. Dạ, em cũng có nghe thầy nói là hai chị rất là đảm đang, nhưng mà xin hai chị hãy thương em, gia đình em không may gặp phải chuyện khốn đốn, ba em bị thiếu nợ, cho nên là vướng vào dòng lao lý, căn nhà em đang ở phải đem cầm cố vào nhà băng, cho nên là xin hai chị hãy thương lòng cho em xin vào làm. Em hứa em sẽ siêng năng làm việc, em không bê trễ đâu. Em nè, trong đời ai cũng có lúc gặp phải khó khăn hết, mình phải biết mở lòng nhân từ chứ. Trinh Trinh nhỏ tới lớn quen sống trong nhung lụa, nên Trinh Trinh có lẽ khó thông cảm được. Ngọc Hân nè, em đừng có lo, có gì khó khăn em cứ nói với chị sẽ cố gắng giúp em.
Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị tốt bụng quá. Có chuyện gì vậy? Thấy có vẻ như em khó chịu. Bị người ta chơi một vố đau như vậy, không khó chịu sao được hả chị? Em bị chuyện gì? Em bị Trinh Trinh mắng hả? Thà là bị mắng còn đỡ bị xúc phạm hơn. Chị nghĩ coi, em đường đường là một đứa có ăn học, cũng là trợ lý của thầy Khải chủ tiệm thuốc, chứ có phải là đứa hỏng ra gì đâu mà chị đối xử với em như vậy chứ. Cụ thể là chị đã làm gì em? Dạ thì chị... Chị đang làm gì vậy? Bếp núc phải thật gọn gàng, vậy mới nấu ăn ngon được. Chị, không cần làm đâu. Nếu mà em làm không vừa ý, chị có thể kêu em làm lại mà. Em làm rất là tốt, nhưng mà tại vì chị quen rồi, cho nên là chị sắp xếp lại thôi. Em đừng có bận lòng, em lo làm việc của em đi. Muốn làm ra vẻ người vợ đảm đang để có lý do đuổi mình chứ gì. Là vậy đó. Chị coi, nếu là chị có vui nổi không? Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này chị bị hoài ha. Thật ra là Trinh Trinh muốn chứng tỏ với thầy Khải rằng mình là một người giỏi giang, đảm đang, nhân từ. Lúc nào cũng làm ra vẻ nhân từ, nói năng ngọt ngào. Bởi vậy hèn chi mới đó thầy Khải đã siêu lòng rồi. Chứ hồi đó theo em biết, thầy Khải chỉ yêu mình chị thôi. Em nói thiệt hả? Dạ thiệt mà. Lúc đó em còn nghe người ta đồn á, là nhà của bả bỏ tiền ra mua thầy Khải. Thầy Khải á, vì ham mở tiệm thuốc mới cưới bả, chứ có yêu thương gì đâu. Nếu em đã biết rồi thì chị nói luôn cho em nghe. Trinh Trinh bề ngoài coi thanh cao như vậy, nhưng thực chất là một người không ra gì đâu. Trước khi về nhà chồng, cổ đã không còn trinh trắng nữa. Không còn trinh trắng nghĩa là đã qua tay nhiều người khác rồi hả chị? Đúng rồi đó. Cũng vì chuyện này mà anh Khải đâu có muốn coi Trinh Trinh là vợ đâu. Thậm chí anh còn muốn đem trả về cho ba má của Trinh Trinh nữa kìa. Nếu không phải vì cô ấy khóc lóc gian xin, đòi chết lên chết xuống, thì còn lâu anh Khải mới chịu ở tới giờ phút này. Trời ơi, nhìn vẻ bề ngoài thanh cao đoan trang như vậy, không ngờ lại gái hư mất nết, dùng tiền để mua danh dự. Mà thôi, chuyện của thiên hạ quan tâm làm gì. Chị có nghe anh Khải kể về hoàn cảnh của em rồi. Chị có chút tiền, tuy là không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của chị, em cứ nhận đi. Dạ thôi, em được làm ở đây á, có thêm thu nhập là em mừng lắm rồi. Số tiền này em không dám nhận đâu. Em cứ nhận đi, em đừng có ngại. Chị cũng từng nghèo khổ, từng đi làm thuê cho nhà thầy Tư Giao, nên chị rất hiểu thế nào là nghèo và túng quẫn. Em nhận đi cho chị vui nghe. Chị thật là tốt bụng, em cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn cái gì chứ. Nè, bây giờ chị có việc đi ra ngoài. Em có ra tiệm thuốc không, chị cho quá gian. Thôi chết, nãy giờ lên nói chuyện với chị mà em quên thầy Khải dặn em hôm nay tới sớm. Giờ trễ rồi, chị cho em quá gian nha. Đi. Anh không ngờ em lại đến đúng giờ như vậy. À mà không, phải nói là em tới sớm mới đúng. Chỉ phải còn hơn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn mà. Đã nói là không đụng chạm rồi, bộ anh không biết mấy cái chỗ này là tai vách mạch rừng lắm hay sao? Anh xin lỗi, anh quên. Nhưng ai biểu em càng ngày càng xinh đẹp quá làm gì. Vô thẳng vấn đề đi, anh hẹn tôi ra đây để làm gì? Để thực hiện lời hứa.
để giúp em đuổi cổ Tình Tình em ra khỏi nhà. Em không thích sao? Dĩ nhiên là em thích. Nhưng mà cách nào? Anh đừng quên, cô ta là vợ danh chính ngôn thuận, có cưới hỏi đàng hoàng. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe theo lời anh, thì anh chắc chắn chưa đầy một tháng, Trinh Trinh sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Thiệt không? Tất nhiên. Nếu được như vậy thì em nhất định sẽ nghe theo lời anh. Anh nói đi, em phải làm gì bây giờ? Nói ở đây sao? Ở đây vừa lộ liễu, vừa không có chút hứng thú gì hết. Vậy thì ở đâu anh mới có hứng thú? Thì một căn phòng khang trang chẳng hạn. Mơ đi. Đừng có giận dữ như vậy. Đây đâu phải là lần đầu. Dù em có hay không lên giường với anh lần nữa thì cũng vậy thôi. Với tấm ảnh anh có trong tay cũng đủ khiến cho em tiêu tùng với thằng chồng hay ghen của em rồi. Nên lần này là do em tự nguyện. Có muốn đuổi cổ Tình Tình của mình ra khỏi nhà hay không là tùy thuộc về em. Anh muốn tạo áp lực và ép tôi sao? Anh không ép em. Anh để cho em toàn quyền quyết định mà. Bây giờ đi trước đến khách sạn. Em thích thì đến, còn không thì thôi. Anh cho em 2 tiếng để suy nghĩ. Anh đi trước đây. Em đi về. Em làm gì vội dữ vậy? Trễ rồi em về. Em muốn về anh không cản. Nhưng mà trước khi về anh muốn hỏi em một câu. Hỏi gì? Về phương diện đem lại hạnh phúc cho em thì anh có hơn nổi ông chồng cuộc khởi của em không? Em không trả lời, nhưng qua thái độ của em anh cũng biết được. Anh ăn đứt ông chồng của em rồi. Và anh cũng cho em biết, em cũng tuyệt vời không kém đâu. Tôi không có thời gian để nói với anh mấy chuyện này. Những gì anh đã hứa, anh nhớ giữ lời. Cầm lấy, cứ làm theo những lời nói thì mọi chuyện sẽ theo ý em. Thì ra là anh đã chuẩn bị từ đầu. Anh cũng chu đáo thiệt. Để câu con cá lớn dĩ nhiên là công phu rồi. Tôi không có hiểu mấy lời bóng bẩy này đâu. Tôi về đây. Không hôn tạm biệt anh hả? Anh Khải, anh có yêu em không? Anh bị lật tẩy rồi. Có phải em sợ anh hết yêu em phải không? Anh nói không sai. Em đang hạnh phúc cho nên là em thấy lo sợ. Anh Khải à, anh có yêu em không? Em đừng có suy nghĩ lung tung rồi buồn nha. Trong mắt của anh, em có còn là con vợ thất tiết nữa không? Trinh à, không phải anh và em đã thống nhất với nhau là không nhắc đến chuyện này nữa à? Không phải em đã từng kể với anh tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi à? Ngay cả người ấy em cũng không nhớ mặt nữa mà. Đúng là như vậy. Vậy thì tại sao em lại hỏi anh câu này? Anh đã quên hết rồi. Bây giờ trong mắt anh, em là Trinh Trinh hoàn hảo, nết na, là người vợ mà mỗi lần anh nhắc với bạn bè
anh cảm thấy rất tự hào Trinh nè. Nè, anh đã nói rồi đó, còn muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Vì em yêu anh nên em rất lo sợ một ngày nào đó không được anh yêu nữa, lúc đó em sống không nổi đâu. Thôi em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nếu em không làm gì sai thì làm sao anh hết yêu em được? Buổi họp mặt ở nhà thầy Tư Giao nên trưa hôm nay anh không về ăn cơm, em phải đợi anh. Dạ. Anh đi nha. Hình như thầy Khải hổng nhìn thấy chị luôn á. Bây giờ trong mắt của anh ta chỉ có Trinh Trinh thôi. Ủa sao kỳ vậy? Mới bữa trước em thấy thầy Khải còn ngọt ngào với chị lắm mà. Sáng mai anh ta sẽ ngọt ngào, giận cần với chị thôi. Đàn ông vốn dĩ là như vậy. Hân à, cơm còn ăn được mà, tại sao mang đi đổi chứ? Tại em thấy cơm để qua đêm ăn không có ngon, với lại nhà mình danh giá, tiếc gì mấy hộp cơm nguội hả chị? Không phải giàu nghèo, người nông dân làm ra hạt lúa cực khổ lắm, nên hạt cơm mình ăn trong miệng phải biết quý trọng. Dù bị thiêu không ăn được cũng phải phơi khô cho gà cho vịt nó ăn. Em đổi như vậy tội lắm. Dạ em biết rồi. Thôi em lên nhà trên làm việc tiếp đi, để phần này chị lo được rồi. Dạ. Hạt cơm mình ăn trong miệng phải biết quý trọng, người nông dân làm ra hạt lúa cực khổ lắm gì chứ. Keo kiệt bủng sỉnh thì đúng hơn, để hâm đi hâm lại cho mình ăn chứ gì. Giàu mà tính toán chi ly, đồ hạt tiện trùm sò thấy ghét.
Chị Thảo, chị làm gì trong phòng chị Trinh Trinh vậy? Bấy nhiêu đây đủ mua sự im lặng của em chưa? Bây giờ chị muốn em làm gì? Hiện tại em chưa cần phải làm gì ngoài việc giấu giếm những gì. Cảm ơn. Dạ, mời cô qua bên kia ạ. Dạ, cảm ơn thầy. À, mời ngồi. À, còn hút được cái này. Kêu 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 giùm. Có ai trong nhà không? Trinh ơi, chết tôi rồi Trinh ơi. Có ai nhà không? Chết tôi rồi Trinh ơi. Trời, bị sao vậy nè? Đổ xuống, đổ xuống. Từ từ thôi. Trả tiền xích lô đi. Dạ, bao nhiêu tiền ạ? Dạ, cho em gửi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Vì sao vậy hả? Chuyện dài lắm, vô nhà đi kể cho nghe. Sao lại ra nông nổi này? Vết thương nặng lắm đó. Hay là để Trinh đưa Thảo tới tiệm thuốc cho anh Khải chăm sóc nha. Thôi, Thảo không sao đâu. Ráp một đường dài như vậy mà Thảo nói không sao, lỡ như bị nhiễm trùng thì sao? Mà Thảo đi đâu gấp để đến nỗi bị đụng xe vậy? Trinh Trinh à, Thảo biết là Trinh không có thích Thảo, nhưng mà chuyện đến nông nổi này coi như là Thảo hạ mình xin Trinh giúp một lần. Trinh có thể giúp cho Thảo không? Thảo nói gì vậy? Sao mà Trinh không thích Thảo chứ? Thảo có chuyện gì vậy? Thật ra chuyện này Thảo muốn giấu Trinh, giấu luôn anh Khải nữa. Nếu như Thảo không xui xẻo bị thương thì Thảo cũng không nói ra đâu. Thảo cứ nói đi, có chuyện gì nếu Trinh giúp được thì sẽ giúp. Nhưng mà chuyện này liên quan tới danh dự của Thảo, Thảo không muốn anh Khải biết đâu. Nếu Thảo không muốn anh Khải biết thì Trinh sẽ không nói cho anh Khải biết. Là chuyện gì vậy? Thảo nói đi. Chuyện là dạ. Ủa? Sao không mời bệnh nhân vô tiếp, có chuyện gì vậy? Dạ thầy, em biết là thầy đang bận lắm, mà bệnh nhân ngoài kia cũng đông, nhưng mà em suy nghĩ nhiều lắm rồi em mới dám vô đây gặp thầy. Nè, có chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy? Dạ, hôm qua em giặt đồ, em vô tình phát hiện ra được có cái này trong túi cô Trinh Trinh. Con mời cô. Chị tới thư phòng hả? Anh ơi, tôi muốn gặp chị Liên ạ. Chị có phải là Trinh Trinh không? Dạ phải. Dạ mời chị lên phòng 103. Phòng 103 hả? Dạ. Dạ cảm ơn anh. Xin lỗi anh, tôi muốn tìm chị Liên.
xin anh nhắn lại giùm là có người nhà của Dạ Thảo tới tìm à. Trinh Trinh, em không nhận ra anh sao? Xin lỗi, tôi chưa có quen anh bao giờ. Em thật là vô tình quá, chỉ mới có mấy năm thôi mà em quên mất tiêu rồi. Xin lỗi, nếu chị Ly không có ở đây tôi xin được phép ra về. Trinh Trinh, em thực sự không còn nhớ gì sao? Anh là người đã gặp em ở bãi Hàng Dương trong một lần đi dã ngoại cứu cấp đó. Hôm đó tuy bị em cào cấu chống trả quyết liệt, nhưng mà anh cảm thấy rất tuyệt vời. Trong tất cả những người con gái anh quen, em là số một đó. Anh muốn gì? Tại sao anh lại tìm tôi chứ? Nếu anh dám, tôi sẽ la lên đó. Anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ là anh muốn giúp em thôi. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không? Tôi muốn lên phòng 103. Mời anh lên lầu 1. Anh nói sao? Dạ Thảo có âm mưu hãm hại tôi hả? Tôi không tin. Dạ, anh nói cho em biết, có phải Dạ Thảo nhờ em đến đây để đưa tiền cho một người tên Liên không? Chuyện này làm sao anh biết được? Qua một sự tình cờ, anh nghe Dạ Thảo bàn chuyện này với cô Liên ở tủ lầu. Thật ra gia đình cô ấy không hề khó khăn tới nỗi phải gửi tiền về quê để giúp đỡ đâu. Số nợ mà cô ấy thiếu là do đánh bài bị thua. Anh nói cho em biết, cha Thế Khải, chồng của em, đang gặp nguy hiểm đó. Anh Khải gặp nguy hiểm? Mà tại sao anh Khải lại gặp nguy hiểm chứ? Vì sao anh nói lẹ đi? Vì có người đang dò giết chồng em đó. Anh nói gì? Chồng của tôi làm sao? Hả? Em cứ nhìn đi rồi sẽ biết. Anh làm gì vậy? Buông ra. Thầy Khải, nguy rồi. Chuyện gì? Chị Thảo. Thảo sao? Chị Thảo bị đụng xe, bây giờ máu ra nhiều lắm. Thật không? Dạ thiệt, em nghe mọi người nói bây giờ chị bất tỉnh nằm ở nhà. Thảo à, em làm sao vậy? Em có sao không? Sao máu ra dữ vậy? Em có sao không? Anh ơi, em chóng mặt, em nhức đầu quá. Để anh khám cho em. Thôi em không sao đâu. Mà Trinh Trinh đâu rồi anh? Lúc em bị xe đụng, khi người ta đưa em về nhà, mà em thấy Trinh Trinh đi đâu á, gấp lắm. Chị Trinh Trinh tới khách sạn gặp bạn trai rồi đó chị. Em đừng có nói bậy. Trinh Trinh không có bạn trai đâu. Em không có nói bậy đâu. Nếu mà chị không tin đó, chị hỏi thầy Khải đi. Em với thầy Khải mới từ khách sạn về đó. Anh, chuyện này có thiệt không anh? Em à, em mới bị xe đụng. Còn mệt, em nằm nghỉ đi, đừng có suy nghĩ lung tung. Còn cô, ra ngoài gặp tôi. Anh à. Chuyện xấu trong nhà cô không được để cho người ngoài biết. Dạ, nhưng chị Thảo đâu phải người ngoài. Tôi không nói Dạ Thảo. Mà thôi, hôm nay ít việc, cô về nghỉ sớm đi. Chiều nay tôi nghỉ, cô cũng không cần phải ra tiệm thuốc đâu. Dạ, thưa thầy em về. À, còn một chuyện nữa em muốn nói với thầy. Chuyện gì nữa? Cái người đàn ông đó không phải lần đầu gửi thư cho chị Trinh Trinh đâu. Không phải lần đầu à? Dạ. Tôi tự biết rồi, cô về đi.
Trinh Trinh, 3 năm cách biệt, anh vẫn tưởng trọn cuộc đời này anh sẽ không còn gặp lại em. Người con gái tuyệt vời đã cho anh tất cả. Sự trinh trắng và ngây thơ của em đã làm trái tim anh nhớ thương da diết. Lẫn lộn kiếm tìm, ông trời cuối cùng cũng không phụ kẻ có tình. Cuối cùng rồi em cũng tha thứ và chấp nhận anh. Anh biết, vì danh giá gia đình em không thể ly hôn với tên chồng mới cưới. Anh cũng không bắt em đánh đổi danh dự gia đình để đến với anh. Tình yêu không cần danh phận, chỉ cần em thỉnh thoảng đến với anh, cho anh chút yêu thương là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Người con gái tuyệt vời cho anh sự trinh trắng ngây thơ, thỉnh thoảng cho anh chút yêu thương. Trinh Trinh, thì ra những gì em nói đều là dối trá. Người con gái tuyệt vời cho anh sự trinh trắng ngây thơ, thỉnh thoảng cho anh chút yêu thương. Trinh Trinh, thì ra những gì em nói đều là giả dối. Cô vừa mới đi đâu vậy? Dạ em... Tôi hỏi cô vừa mới đi đâu về, tóc tai bù xù quần áo gì vậy? Dạ... Mình phải trả lời với anh Khải như thế nào đây? Tốt nhất là nói sự thật, nhưng mình đã hứa với Dạ Thảo rồi. Nếu như không phải Thảo bất ngờ bị tai nạn xe, thì sẽ không bao giờ, không bao giờ Thảo cho Trinh biết bí mật của mình đâu. Vì Thảo biết Trinh sẽ nói lại với anh Khải, rồi anh Khải sẽ ghét Thảo. Không có đâu. Nhưng mà cho dù có bị anh Khải ghét đi chăng nữa, thì Thảo cũng không thể nào bỏ mặc gia đình được. Trinh à, bà của Thảo ở dưới quê bị bệnh nặng lắm, đang cần Thảo gửi tiền vậy đó. Mà Thảo biết tiền này là tiền của anh Khải cực khổ làm ra, nhưng mà Thảo không thể nào thay bà Thảo chết mà Thảo không cứu được. Trinh hiểu mà, Thảo không cần phải lo lắng, Trinh sẽ không nói cho anh Khải nghe đâu. Cô nghe tôi nói gì không? À, dạ em nghe, mà anh hỏi gì? Tôi hỏi cô mới đi đâu về. Dạ em đi đâu? À, dạ em đi chợ. Đi chợ hả? Giỏ đồ đâu? Túi xách đâu? Dạ em... Cô đừng có nói dối nữa. Cô vừa mới đi đâu về? Đi gặp ai? Dạ. Nếu như cô không nói được thì để tôi nói giùm cho cô. Cô vừa mới đi gặp nhân tình của con phải không? Dạ không. Dạ không anh ơi, không phải như vậy. Còn nói dối nữa hả? Cô muốn qua mặt tôi chứ gì? Nhưng chứng nhật chứng đền đền ở đó mà còn cãi nữa hả? Nhưng chứng nhật chứng gì em không hiểu. Nhật chứng nè, nhưng chứng là tôi nè. Chính mắt tôi đã nhìn thấy rõ ràng cô và hắn đi vào khách sạn. Cô làm gì ở trong đó? Không phải, không phải như anh nghĩ đâu. Em không có ngoại tình. Cô nhìn thẳng vào mặt tôi, trả lời từng câu một. Tình huống cô vừa gặp có phải là tên lấy đời con gái của cô hay không? Phải hay không? Dạ phải, nhưng mà... Như vậy là rõ ràng. Không còn gì để nói nữa. Cô đã nói dối tôi. Cô nói là cô bị người ta cưỡng bức, không biết mặt của hắn ta, vậy mà bây giờ hẹn hò với tình khốn đó. Cô còn nói dối tôi bao nhiêu chuyện nữa? Trả lời cho tôi biết đi. Em không có hẹn hò. Anh à, em không có hẹn hò. Anh tin em đi. Không phải hẹn hò, vậy tới khách sạn làm gì? Hả? Em suốt 2 giờ đồng hồ cô và tình khốn làm việc trong khách sạn. Nói đi. Em chỉ ngủ thôi, em bị hắn chụp thuốc mê. Cô tự đến khách sạn để cho người ta đánh thuốc mê rồi tự đi ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ, cô tưởng tôi tin sao? Cô tưởng tôi là trẻ lên 3 sao? Nói đi. Hả? Em không có gạt anh đâu. Vậy thì nói đi, cô đến khách sạn làm gì? Mình đã hứa với Dạ Thảo rồi, làm sao mà nói được đây? Nhưng nếu không nói anh Khải nghi ngờ, mình phải làm sao? Cô nói đi, cô làm cái gì? Một trai một gái ở trong khách sạn làm cái gì? Anh là đàn ông, anh phải biết chứ. Sao anh cứ hỏi đi hỏi lại hoài vậy? Thảo à, Thảo đây rồi, Thảo giúp Trinh đi. Dạ Thảo biết rõ hơn ai hết mà. Thảo ơi, Thảo đã giúp Trinh một tiếng đi Thảo.
Trinh Trinh nói đúng đó. Chuyện này em là người chứng kiến ngay từ đầu. Em biết rõ từ đường chân tơ kẻ tóc. Nên anh muốn biết cái gì anh cứ hỏi em đi. Em biết. Vậy em cứ nói đi. Mọi chuyện là như thế nào? Nói hết đi. Tại sao lại giấu anh? Tại vì em sợ anh buồn. Chuyện đầu đuôi ra sao? Em cứ nói đi. Chuyện là Trinh Trinh có một người tình ở Cần Thơ. Hai người đã từng thề non hẹn biển. Nhưng vì chênh lệch về gia thế, cho nên họ đành dở dang duyên nợ. Thảo. Sau bao nhiêu năm Thảo à. Họ gặp nha. Thì sau đó mọi chuyện như thế nào? Anh là người chứng kiến. Thảo à, Thảo nói gì vậy? Trình đến khách sạn là đã giúp Thảo mà. Giúp Thảo hả? Là sao? Thảo không hiểu. Bà của Thảo dưới quê bị bệnh. Thảo muốn đem tiền về nhưng bị tai nạn nên không được. Nên Thảo mới nhờ Trình đem đến khách sạn giúp Thảo mà. Trình nói cái gì vậy? Không phải mà. Cút đi. Cô là một thứ đàn bà lăng loàn mất nết, không biết giữ phụ đạo, làm xấu mặt chồng. Nhưng mà anh Khải à, em nhớ anh đã từng kể, có một lần người ta đã từng dùng cái chết để uy hiếp anh rồi. Bây giờ mà anh đuổi người ta đi như vậy, không sợ là người ta sẽ chết thêm một lần nữa hay sao? Cô đừng hòng dùng chiêu trò này một lần nữa để ép tôi. Lần này tôi sẽ không thương tiếc đâu. Thứ đàn bà mất nết như cô có chết 10 lần cũng đáng. Anh nói đúng đó. Thứ đàn bà này đáng để đem nhốt lồng heo thả trôi sông. Không thì phải cạo đầu bôi vôi rồi lôi ra chợ. Thảo, em đừng có quan tâm nữa. Em mới bị thương mà. Em về phòng nghỉ ngơi. Dạ. Ngoan. Ok. Thảo, anh nói rồi không chịu nghe. Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nha. Dạ. Trinh, Trinh ơi. Không, Trinh, Trinh ơi, Trinh. À.
Bà, bà sao vậy? Ông ơi, tôi... Ông ơi, tôi vừa gặp ác mộng. Sợ quá. Tự nhiên tôi có linh cảm không tốt. Bà có linh cảm gì vậy? Hay là gặp ác mộng nên hốt hoảng như vậy? Tôi thấy con trên nhà mình nó gặp nạn ông ơi. Bà, nạn này lớn lắm. Tôi sợ quá ông à. Chắc là lâu quá không gặp con. Bà nhớ con quá nên sinh ra mộng mị thôi. Không sao đâu, con gái mình đang hạnh phúc mà. Nhưng giấc mơ này nó thật quá ông ơi. Nó làm tôi sợ lắm. Ông ơi, hay là ngày mai mình lên thăm con nghe ông. Được rồi. Nếu mà bà nhớ con quá, mai mình lên thăm nó. Thôi, bây giờ ráng ngủ tiếp đi. Không có gì phải lo đâu. Tôi cũng mong được như vậy. Nếu mà Trinh có chuyện gì, chắc là tôi sống không nổi đâu. Cái bà này, bê gì là bê gì. Thôi, ngủ tiếp đi bà. Thôi, bà nằm xuống đi. Dạ ông. Ủa bà, nãy giờ tài xế chưa về tới sao? Cái thằng này bữa nay nó làm sao á? Đi nãy giờ mà. Dạ, con xin lỗi ông bà. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Dạ, chiếc xe bị ban dọc đường. Con sửa hoài mà không có được. Rồi, con đưa vô gara rồi. Họ hẹn con mấy ngày nữa mới lấy. Trời, xe hư rồi làm sao mình lên thăm Trinh được đâu. Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi, đừng cằn nhằn nữa. Có giải quyết được gì đâu. Hay là mình đợi vài bữa nữa xe sửa xong mình lên thăm con cũng được. Nhưng mà tôi nóng ruột quá à, muốn lên thăm con ngay bây giờ. Hay là mình thuê xe đi ông. À, mà thôi đi bà chủ, khỏi đi.
Sao vậy? Cô Hai về rồi kìa. Dạ thưa cô Hai. Trinh con. Trinh. Cô Hai. Thưa bà má. Trinh Trinh à, bộ có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà con lại kêu ba má vô đây vậy? Ông à, con nó đi xa về còn mệt.